Nếu bạn là một tín đồ của nước hoa, yêu thích các mẫu nước hoa đa dạng từ thiết kế đến mùi hương thì set nước hoa MCM 4 chai mini 7ml sẽ là một lựa chọn độc đáo, mới lạ mà bạn không nên bỏ qua. Nước hoa MCM 7ml được biết đến là một sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường trong một thời gian dài bởi thiết kế hình ba lô cực kỳ tinh tế và sang trọng, phù hợp cho cả chị em phụ nữ và cánh mày râu. Giới thiệu về set nước hoa MCM. Dòng nước hoa MCM Eau Perfume là một sản phẩm nước hoa xuất xứ từ thương hiệu đồ gia cao cấp nổi tiếng MCM của Đức. Kể từ khi cho ra mắt set nước hoa MCM 4 chai mini 7ml vào cuối tháng 3 2021, thương hiệu MCM đã tạo ra một cơn sốt không hề nhỏ cho các tín đồ yêu thích nước hoa và các diễn đàn mạng xã hội về sự mới lạ trong cách thiết kế, mùi hương của loại nước hoa này. Thiết kế thu hút của nước hoa MCM 4 chai mini. Nước hoa MCM 7ml được tung ra thị trường với thiết kế là một chiếc ba lô thu nhỏ giống như chiếc ba lô thật MCM Stack đến từ hãng MCM, với họa tiết biểu tượng khót nát vai Stos. Với màu tông chủ đạo là vàng nâu chói lóa, với lớp da được làm từ lớp da thật giống như kiểu dáng của ba lô MCM Stack. Nên khi cầm chai nước hoa ta sẽ có cảm giác rất êm ái và nặng tay. MCM đã rất sáng tạo trong việc thu hút khách hàng khi thiết kế ra một sản phẩm nước hoa gắn liền với lĩnh vực thời trang. Đây được đánh giá chính là điểm gây ấn tượng mạnh của dòng sản phẩm này, thu hút được nhiều khách hàng quan tâm, lựa chọn bởi sự mới lạ, nhỏ gọn và thuận tiện trong việc di chuyển. Mùi hương của nước hoa MCM. Hãng MCM cho ra mắt set nước hoa MCM gồm có 4 chai 7ml, phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng. Chai nước hoa với mùi hương thơm mát, nhẹ nhàng, là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương hoa và gỗ đàn hương, thích hợp khi sử dụng vào mùa hè oi bức. Hương đầu, mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhẹ, và chút vị chua chua giữa sự kết hợp giữa quả mơ và quả mâm xôi. Hương giữa, mùi hương thanh mát, thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa nhài, hoa mẫu đơn trắng và lá violet. Hương cuối, sự kết hợp đầy cuốn hút giữa rêu trắng, vàng đì và gỗ đàn hương. Mùi hương của set nước hoa MCM này hoàn toàn phù hợp cho cả nam và nữ bởi hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát nhưng vẫn giữ được sự cá tính vốn có. Đảm bảo khi bạn sử dụng dòng nước hoa này, bất kỳ ai cũng sẽ bị đốn gục, ngất ngây bởi mùi hương tỏa ra quyến rũ từ bạn mà thôi. Nhận xét về nước hoa MCM. Với thiết kế bắt mắt sang trọng, cùng set nước hoa với 4 chai mini 7ml giúp cho người dùng có thể dễ dàng trong việc mang đi và sử dụng. MCM đã rất mới mẻ và tài tình trong việc sáng tạo ra những mẫu thiết kế bắt mắt, sang chảnh cùng mùi hương độc đáo, quyến rũ để thu hút khách hàng. Với độ lưu hương từ 6 đến 8 tiếng, bạn hoàn toàn có thể thoải mái, năng động suốt ngày dài làm việc mà không sợ mùi hương phai mất. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng set nước hoa MCM 4 chai mini 7ml này trong mọi hoàn cảnh, từ đi chơi, đi học, đi làm hay đi tiệc, tất cả đều vô cùng phù hợp. Với mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, dễ chịu ngay từ trong lần ngửi đầu tiên, đảm bảo người đối diện sẽ bị thu hút, ngất ngây vì bạn mất thôi. Với những thông tin về set nước hoa MCM 4 chai mini 7ml trên đây, các bạn đã có thể bỏ túi thêm cho mình được một dòng nước hoa mới, sang chảnh, bắt mắt, lưu hương đỉnh cao rồi đấy. Với những ai đang băn khoăn không biết nên lựa chọn loại nước hoa nào, thì hãy nhanh tay chọn ngay cho mình set nước hoa MCM để cảm nhận và thưởng thức mùi hương quyến rũ của nó đi nào.